lâu nay chỉ gặp nhau đây, hay ta có xa nhau vậy? Nghe đâu lúc ấy bận lắm, chẳng đi chơi nhiều. Nhân đây chỉ kịp ăn tối, hôm nay là cuối tuần rồi. Sao ta gặp nhau cả lũ đi chơi, dù đi chơi mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn bánh xong uống trà, dẹp hết mấy thứ mệt nhoài. Xong mà mình còn tăng 2 và còn tăng 3, đừng về trước.